Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ năm ngày 20 tháng 7 năm 2023. Bình Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ năm ngày 20 tháng 7, giá vàng miếng trong nước gần như đóng băng, trong khi giá vàng nhẫn bố số 9 tăng khá mạnh ở cả chiều mua và chiều bán. Theo đó, chốt phiên hôm nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá từ 50 cho đến 150.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục có tín hiệu tăng và vượt qua ngưỡng 1.980 đô la Mỹ một ounce, cho dù chỉ số đồng đô la Mỹ duy trì ở quanh mức 100 điểm. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 600 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 220 nghìn đồng một lượng, giá không thay đổi so với phiên trước đó. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC cũng đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán giá thấp hơn 20 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 600 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66 triệu 550 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 250 nghìn đồng một lượng, tăng 50 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao hơn so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 650 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 67 triệu 150 nghìn đồng một lượng. Giá không thay đổi so với phiên trước. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 500 cho đến 700 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều không có sự thay đổi cả hai chiều và vẫn giữ nguyên giá ở phiên trước đó. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66 triệu 700 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 700 nghìn đồng một lượng, còn là chiều bán 67 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 500 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Bảo Tín Minh Châu tăng 20.000 đồng một lượng ở chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 66 triệu 600.000 đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 200.000 đồng một lượng. Tại My Hồng SJC không có sự thay đổi ở cả chiều mua và chiều bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên trước. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 700.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 67 triệu đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 66 triệu 700.000 đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 100.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh tăng ở cả chiều mua và chiều bán từ 62.000 đồng một lượng đến 150.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 21 triệu 796 nghìn đồng một lượng đến 56 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 23 triệu 796 nghìn đồng một lượng đến 57 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.981,6 đô la Mỹ một ounce. Trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 5,4 đô la với tỷ lệ 0,28%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1.975 đô la Mỹ và cao nhất 1.987 đô la Mỹ một ounce. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 56 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 10 triệu 600 nghìn đồng một lượng
và thấp hơn vàng nhẫn bước số 9 500.000 đồng một lượng. Tiền từ Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 30.332 đô la Mỹ một đồng, trong phiên đã tăng 1,39%. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, hiện đang đứng tại mức 100,18 điểm, trong phiên đã giảm 0,1%. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đứng tại mức 3,792% một năm, trong phiên đã tăng 1,29%. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 75,36 đô la Mỹ một thùng, giảm 0,07% trong phiên. Thưa các bạn, giá vàng thế giới trong phiên Á hôm nay bất ngờ bật tăng lên sát mức 1.990 đô la Mỹ một ao, tăng khá mạnh so với rạng sáng ngày trước đó. Giá vàng trong phiên giao dịch giữa tuần ổn định khi thị trường điều chỉnh sau đợt tăng mới đây đẩy vàng lên mức cao nhất trong vòng 7 tuần. Các chuyên gia cho rằng đây là thời gian nghỉ ngơi để vàng chinh phục các mức cao mới. Trong cuộc phỏng vấn với trang tin Kiku News, Ryan McIntyre, đối tác quản lý tại Spot cho rằng thị trường vàng một lần nữa bắt đầu tỏa sáng khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có vẻ sẽ kết thúc chu kỳ thắt chặt tích cực nhất trong vòng 40 năm của mình, và việc kim loại quý này di chuyển lên các mức cao mới trong tương lai là không có gì đáng ngạc nhiên. Triển vọng lạc quan được đưa ra khi giá vàng kiểm tra ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 1.980 đô la và có thể tạo ra một cú hích mới trở lại mức 2.000 đô la Mỹ nếu Fed báo hiệu rằng họ đã hoàn tất việc tăng lãi suất vào tuần tới. Nhà quản lý danh mục đầu tư này lưu ý rằng các nhà đầu tư không nên chú ý nhiều đến sự biến động trong ngắn hạn mà hãy quan tâm nhiều hơn đến các xu hướng trong dài hạn. Thật khó để nói điều gì sẽ xảy ra đối với vàng trong 6 tháng tới, nhưng chắc chắn giá sẽ cao hơn trong dài hạn. Nhìn vào bối cảnh rộng lớn hơn, McIntyre nói rằng các nhà đầu tư dường như đang định giá thấp rủi ro khi thâm hụt từ các quốc gia phương Tây tiếp tục tăng. Lời cảnh báo của McIntyre được đưa ra khi dữ liệu từ Bộ Tài chính Mỹ cho thấy thâm hụt của nước này đã tăng thêm 1.000 tỷ đô la Mỹ trong 5 tuần qua kể từ khi Quốc hội thông qua dự luật tăng trần nợ công. McIntyre nói rằng nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương là một dấu hiệu cho thấy các chính phủ đang thực hiện các bước để giảm bớt nguy cơ đối mặt với một cuộc khủng hoảng nợ công toàn cầu tiềm ẩn. Ông nói thêm, việc sở hữu một số vàng trong môi trường này là hợp lý. Nói về chính sách tiền tệ của Fed, chuyên gia này cho rằng, ngay cả khi đợt tăng lãi suất trong tháng 7 không phải là đợt cuối cùng, thì chu kỳ thắt chặt cũng đủ gần với lãi suất cuối. Ông nhận định rằng, với mức nợ lớn và nguồn cung tiền giảm, Fed không thể tăng lãi suất cao hơn nữa. Đây là một môi trường thuận lợi đối với giá kim loại quý này. Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại sàn Kiko Metal cho rằng giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Fed. Giá vàng có thể sẽ tăng lên 2.000 đô la Mỹ một ao nếu Fed dừng chu kỳ tăng lãi suất sau một đợt tăng nữa trong tháng này. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ năm, ngày 20 tháng 7 năm 2023 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.